Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn món tôm hùm nướng phô mai. Ok, giờ các bạn sẽ cắt dọc phần lưng con tôm ra đúng không? Lấy đường chỉ đen ở giữa ra. Mặc dù không biết đường chỉ đen là cái gì. Đâu đường chỉ đen đâu hẳn? Thường không ai lấy tôm hùm chỉ đen cả, đâu phải tôm thường đâu. Chỉ vậy thôi hả? Cắt sâu vào tí, anh cắt sâu để anh còn bẻ em đôi, để anh còn ấy chứ. Cắt sâu hơn một tí. Rồi. Hờ, reheat cái ấy đi. Bộ 125 phút vậy đó. Rồi, chưa? Thế mình mở cái đĩa đi, mình bẻ em đôi. Đó, tôm hùm nè, nghe chưa? Cắt sâu vào để cho nó thẳng ra. Hay không? Đúng rồi, bé muốn nướng bơ tỏi hết hả? Bơ tỏi hả? Gì đâu, phô mai bơ tỏi hết hả? Ừ. Chứ không muốn làm gì, có làm gì không? Thôi. Muốn làm gì khác không? Thôi là vậy được rồi. Thế người ta làm sốt bơ tỏi với loại này đấy hả? Ừ. Mình có bơ đâu. Tỏi phô mai thôi. Rồi bỏ bơ, nó cái đó phải để sau nhá, đúng không? Không, được phô mai trên top. Mình cứ nướng tôm trước đi. Hay nướng phô tôm với phô mai trước rồi mới cho cái. Hay nó cùng chung trò chung với nhau mà. Rồi bơ tỏi không được sao đâu. Rồi, rồi hả? Sao nữa? Rồi mình cho tiêu vô hả? Ừ, thì mình cắt phô mai, bật phô mai đắt lên thôi. Để nó chờ chờ lên thôi. Anh đắt phô mai lên trước xong anh đắt, ở cái này cũng được. Hay chờ cái sốt đó, trụng với sốt, anh chỉ cho phô mai lên trước thôi à. Anh tiêu, cái gì tiêu thì để sau nhá hả? Ờ, sau á, anh chỉ cho phô mai lên thôi à. Phô mai lên thôi. Bốc vài được không? Hay mình chỉ ném vài thôi, ít vài thôi hả? Nó lại phô mai lên vậy hả? Ừ, nhiều thì nó chảy ra em được. Sờ tay được không? Ta sờ tay mình bẩn. Ừ, nhiều vậy. Hay muốn cho tôm lên xong rồi, cho ấy lên xong rồi cùng với rắc lên cũng được, khỏi rớt ra cũng được. Thôi kệ cho luôn đi. Nói đi. Tí mỗi cái đĩa nó nướng được không? Có xùi bẹ đĩa không? Không. Ừ, mỗi cái đĩa nướng không? Vừa không ta? Vừa chứ, to đùng. Thì nó đâu có chín được ở dưới lên trên. Ờ, ok. Nổ hả? Ok, rồi. Cầm máy quay cho mình đi. Bỏ cái này vô cái đĩa nguyên. Bỏ em bỏ nguyên đĩa vào luôn. Ờ không có lót dưới hả? Em tưởng lót, em bỏ đây để lót dưới mà. Ừ, em mở cái gắp đi. Thì bởi vậy lên mới lấy cái gắp ra. Cái nữa. Rồi, cho con tôm vô. Cái này nhỏ quá, không vừa hết thằng ơi. Mình có cái hai cái lớp đó. Cũng được rồi. Ừ. Chút trai nhỏ hấp dẫn rồi. Đọc.
Thôi đưa qua để mình bật tiền lên rồi coi nha. Ủa cho mày là 250. Đỉnh 200 rồi bạn. 200 cho 20 phút. Ok ha. Hấp đèn hồi nữa. Uống phô mai chéo. Sao mình mua phô mai ấy? Chéo vậy. Phô mai chảy xuống quá trời. Ừ, sao? Anh chỉ thích bớt béo đi. Không có nuôi tôm luôn. Ủa, đất lúc nào rồi? Ok. Thơm. Ok, còn nó bàn rồi. Ok, được rồi. Còn nó bàn rồi. Tâm đen, tâm đen. Tôi phải là hấp dẫn phun mình nữa rồi làm lên thiền giờ mình sẽ bỏ anh ăn thì thôi bây giờ mình châm muối vô đó cho tỏi vô để phải nướng chung mà này là tôm nước phô mai sốt bơ tỏi hả? Không có bơ đâu. Không có bơ, không có bơ. Phô mai hả? Bơ rồi rồi, cũng được. Ăn thêm mình thêm, ok. Chị muối không? Tiêu. Tiêu, muối. Mày xin nha, mày xin nha. Rồi, ai ăn thì cho thêm. Nhìn hai ba cái nè. Ai ăn cho thêm, tại sao không biết mình thích, mọi người thích ăn cái mayonnaise sao? Ok. Rồi, cái gia đình có gì? Tôm, bắp, và u đông xèo.